Nhiều khi á, người ta cũng xin về người Việt kiều mình cái này mà về dưới làm giấy tờ là cũng khó khăn lắm đó. Lâu lắm mới được đó, cũng khổ cho người Việt nữa. Nhiều người ta cũng muốn về Việt Nam lắm mà không có giấy tờ, mình đi xin việc làm ai cho? Mình làm cách nào mà để cho người Việt mình dân người ta đi về được, qua lại là người ta làm giấy làm tờ. Dạ. Chứ mà ở gì hoài người Việt mình ở đây thiệt thòi lắm, không có bằng ta đâu. Nếu kiếp này mình không nói không nợ thì xin hẹn lại kiếp tình nghĩa đậm đà. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Chị Yến là một cái trường hợp mà tình cờ Bùi Hồ gặp, và chị là cũng là người dân con của xứ An Giang. Chị qua đây làm cái nghề đó là buôn bán bánh hỏi. Chị gặp mình chị nói ô người Việt, người Việt. Dạ. Bây giờ chị sắp bằng ngày thì chị bán cho em công chợ. Bằng ngày chị bán công chợ. Dạ. Shop của chị, nhưng mà chị biết tiếng Cam không à? Chị Yến. Dạ, cái chữ Cam đó ý nghĩa là gì chị? Mình nói qua cầu Sài Gòn mà vô trong chợ cầu Sài Gòn muốn ăn nem nướng á thì đi vô bãi xe dãy Bán Vàng số 12 đi vô. Dạ. Đường số 1, vô chợ đường số 1. Thôi chị qua ngồi đây đi, chị qua ngồi đây đi. Mấy chị em mình chia sẻ chút về cái cuộc sống của người Cam, theo người Việt ở Cam, nó cảm nhận riêng của chị đi. Ha. Lúc mà chị qua đây chị khoảng 8-9 tuổi đó. Thì lúc đó chị không biết nói tiếng Cam nè, không được đi học nè. Chị có được đi học ở Cam chưa chưa? Có trường, có học học tiếng Campuchia, chị biết chữ Campuchia, biết chữ luôn, biết chữ Campuchia. Lúc mà chị còn nhỏ chị đi học, chị là người Việt chị đi học ở trong trường Campuchia, thì cái cuộc sống của ngôi trường, thầy cô đối xử với chị như thế nào? Hồi xưa mình mới qua đây sống, người Cam phân chia phủ tộc, không có thích người Việt Nam mình. Hiểu không? Dạ. Nhưng mà cái thời sau này á là hơi ổn định lại rồi, Việt Nam mình cũng như là không biết tiếng Cam á thì ưa bị người ta nhất lắm. Còn mình biết tiếng Cam thì không sao. Dạ. Không có gì hết. Nhưng mà từ ngày gia đình chị ở xung quanh là người Cam không, mà có một anh chị người Việt thôi. Dạ. Nhà Việt Nam thôi. Mà ngày xưa tới giờ là mẹ chị, gia đình chị là ở ngoài chợ này là cố phụ hết rồi. Mấy người anh người chị đồ bà con chị là lấy chồng Campuchia, lấy vợ Campuchia chứ. Còn gia đình chị là lai gốc Việt thôi. Dạ. Bà con chị giờ cháu mấy đứa giờ nó tiếng Miên không, người Cam không à. Dạ. Người Cam không à. À. Mình á, sống trên đây á, thiệt thòi lắm, đồng nghiệp cộng đồng Việt Nam mình lắm. Ở sao chị? Nhưng mà chị muốn biết như là Việt Nam mình ở đây á, hồi nào tới giờ không có giấy tờ, người ta không có làm giấy tờ cho. Người Việt mình á, nhiều khi á, muốn cho con đi học cũng khó lắm, không có giấy tờ. Dạ. Nhưng mà bây giờ á, người ta như là Việt Nam mình qua làm giấy Miên nói là tiếng Cam nó nói là anh tao bé. Bây giờ làm lại từ đầu, nhưng mà từ từ người ta cũng cho mình là nhập quốc tịch, tặng cho em bé rồi nó dễ đi học, mua bán như là mình đứng tên nó cũng khó lắm. Dạ. Khó lắm. Vậy đó. Lúc bé thì chị đi học, chị gặp cái vấn đề gì khó khăn nhất đối với chị? Không đâu, cũng có gì khó khăn, nhưng mà chị cũng không có thích học. Học qua trường đọc được, viết được rồi chị nghĩ à. Ở đây thì tiếng Việt học được lớp 6, lớp 7. Tiếng Việt hả? Dạ. Việt Nam rồi chị mới qua đây. Dạ. Qua đây năm 82. 89 là chị qua đây sống luôn. Dạ. Nhưng mà chị cũng thường xuyên đi về Việt Nam chứ. Dạ. Đi qua đi lại luôn. Chị với anh là có mấy người con? Có một bé. Một bé. Mấy tuổi hả chị? 19 tuổi. 19 tuổi. Bé sinh năm 2003. Bé hiện nay đang làm cái công việc gì? Ở nhà. Nghỉ học chữ Việt Nam rồi, xưa là nội bé ở Việt Nam, chị cho bé học ở Việt Nam. Mà nội bé đi sang Mỹ, giờ không có ai coi bé, chị dắt lên đây ở. Ở với chị, tính bây giờ nội đi về Việt Nam chơi với nội, xong rồi qua đây đi học nghề tóc, chị cho học nghề tóc. Cho học nghề lại. Chứ nghỉ học rồi, đâu còn học nữa. Bây giờ con gái 19 tuổi rồi đang học nghề tóc ở đây. Dạ. Chị với anh là có nhà ở đây chưa? Có nhà chứ, sạp này sạp của chị luôn mà. Ồ, chị là coi như là một trong những người Việt Nam mà làm ăn thành đạt ở đây, có nhà ở đây luôn mà. Chị ở nhà ơn, rồi sạp này cũng của chị luôn.
không đâu, ngày xưa chị ở như là chị ở cái vùng đồng cam không thì nó ổn định. Rồi đừng mình đừng có ở cái đồng người Việt, người Việt khó mua bán lắm. Nhưng mình mua bán đồ ăn gì được, nhưng mà mình mua một cái gì mình đứng tên nó khó lắm. Còn mình ở khu người cam á, mình có giấy tờ như xã rồi nó chứng minh hết trơn á, mình dễ mua. Cái này chị mua lâu lắm rồi, sạp này chị mua mẹ chị mua năm 90 mấy mới vậy, 93, 94 mới vậy. Chị có quốc tịch Campuchia chưa? Chưa đâu, nó chưa cấp quốc tịch cho mình đâu. Nó chỉ có cho cái thẻ vàng cho mình ở thôi à. Chưa được quốc tịch. Còn việc chưa có quốc tịch gì thì vậy thì mình mua xe mua hộ sao? Khó khăn lắm, mình phải nhờ người khác đứng tên. Không thôi làm giấy mua bán sang tay. Cũng như là tên cưng, thì chị muốn mua thì mình làm sang tay. Có tờ giấy sang tay á. Chứ không được đứng tên, mà tên thì tên cũng có cưng. Ví dụ như em là người cam, em mua một cái chiếc xe thì em bán cho chị, em viết một cái tờ giấy tay em bán cho chị và tên thì vẫn là tên của em. Đúng rồi, tại vì chị không có cái giấy tờ giấy chứng minh cam, chị đâu có mua đứng tên được. Tất nhiên là người cam người ta không có cho người nước ngoài đứng tên. Không có cho người nước ngoài đứng tên xe. Đúng rồi, không cho người nước ngoài đứng tên xe. Xe ở Campuchia này xe ô tô rất là rẻ, chị có xe ô tô chưa? Chị có rồi. Chị có ô tô rồi, chiếc gì, chiếc gì nói cho em nghe được không? Chồng chị mua chiếc rú á. Miên cái kia người cam chi kia rú mà người Việt chẳng biết kia cái gì nữa, chị không biết nữa. Lấy giọt hả? Không đâu, không biết giọt lắm. Chiếc này có 11 ngàn, 10 ngàn gì. 10 ngàn, 10 ngàn đô hả? Mười... Xe cái này rẻ lắm cưng ơi. Dạ. Rẻ lắm. Mấy chiếc ở nhà 5 chiếc chưa? Ủa không có đâu. Xe ô tô ở đây thì mua rất là rẻ. Và đặc biệt mà để có một cái chiếc xe thì thủ tục giấy tờ cũng phải ghê gớm. Cũng sang tây giống như sang ba. Vậy coi như là chị là Việt kiều đại gia Campuchia rồi. Trời ơi, làm gì có. Đủ ăn đủ sống rồi mừng ơi. Dạ. Cái khó khăn nhất của người Việt của mình khi sống tại đất nước Campuchia này là gì? Khó khăn nhất là mà những người người Việt mình qua đây không có cuộc sống ổn định, mướn nhà hoặc thuê nhà, thuê chỗ buôn bán đồ đó, nó khó khăn cho người Việt. Còn ví dụ như chị gì nè, chị có nhà có sạp thì buôn bán thì sống rất là dễ. Còn tội nghiệp mấy người mà người ta mướn nhà mướn phòng người ta thuê á, cưng như là người ta xin nhai mỗi ngày đó, cuộc sống của người ta không có dư giả đâu. Vậy đó cũng khổ lắm. Cái người Việt của mình qua đây cái tỷ lệ mà khó khăn so với cái tỷ lệ mà làm ăn nên làm ra giống như chị vậy đó, thì cái tỷ lệ nào cao hơn? Cái khổ nhiều hơn. Cái khổ nhiều hơn. Cái khổ của họ là xuất phát từ cái việc mà họ không lười lao động ăn chơi hay không, là việc vẫn sao? Vẫn làm nhưng mà không có dư. Nhiều khi có gia đình con nhiều hoặc là anh em đông, mà cũng như mình làm mỗi ngày rồi mình thuê cái gì mình cũng thuê hết là không có dư. Chị có tìm hiểu rằng là tại sao họ không quay về Việt Nam họ sống mà họ muốn quay, người Việt Nam mình không có giấy tờ sao về ở, người Việt mình không cho nhập hộ khẩu lại làm gì người Việt Nam mình về dưới ở. Nhiều khi á, người ta cũng xin về người Việt kiều mình cái đây mà về dưới làm giấy tờ là cũng khó khăn lắm đó. Lâu lắm mới được đó, cũng khổ cho người Việt nữa. Nhiều người ta cũng muốn về Việt Nam lắm mà không có giấy tờ, mình đi xin việc làm ai cho? Mất gốc rồi đó, bởi vì mình cần phải về dưới nói sao mà cho người Việt mình về dưới làm giấy tờ dễ dàng, dân mình mới về dưới sống được. Như chị là một người ăn nên làm ra ngay tại đất nước Campuchia này, thì có bao giờ chị nghĩ rằng là mình muốn quay về Việt Nam hay không? Và hiện nay thì hiện tại chị có cái quốc tịch Việt Nam không? Có. Chị có quốc tịch Việt Nam? Ba chị có quốc tịch Việt Nam, có hộ khẩu Việt Nam. Còn nhà, chị? Cửa chị vẫn ở Việt Nam, chị còn nhà Việt Nam. Dạ. Chị tới già chị cũng phải về Việt Nam thôi, quê hương xứ sở mình là trên hết. Không đâu, đẹp phần quê hương Việt Nam mình. Em nghe nói rằng như thế này nè, đối với cái việc mà sinh sống ở đất nước Campuchia thì nó đã khó khăn rồi, đối với có những cái hộ gia đình, những người mà họ mất ở Campuchia, họ sinh sống ở đây mấy chục năm mất ở Campuchia, cái việc mà họ chôn cất hay thiêu cũng rất khó hả chị? Không khó đâu, bình thường. Bình thường hả? Trên Campuchia chủ yếu là có tiền. Chủ yếu là có tiền, không cần là người nước gì cũng chủ yếu là có tiền. Dạ. Đất đai cũng có cho mình mua chôn cất đàng hoàng. Người không có tiền thì thiêu. Có nghĩa là ở đây chỉ được cái đụng cái gì cũng phải tiền. Bệnh viện cũng phải có tiền, không có tiền là không có được. Có tiền lót tay. Lót tay, đúng. Tiền này đi đầu đó, ở Campuchia. Vậy hả? Chị có mách lời nào cho những người mà Việt kiều đang sống ở Campuchia một cái là cho cuộc sống nó dễ dàng hơn tí không? Có nghĩa là chỉ cần có tiền thôi. Chỉ là có tiền người Việt mình sống rất ổn định. Sợ mà làm không có ra tiền á, làm mới mệt thôi. Chứ sống Campuchia có tiền là cũng ổn định, cũng tốt, không có gì hết.
Hiện nay thì chị nói sống đây bốn mấy năm thì chị thời gian mà về Việt Nam gần nhất là lúc nào? Chị Tết á, Tết chị mới về. Tết kỳ rồi chị có về không? Không, cả Covid là 2019 chị có về. Mà về từ Covid tới giờ chị chưa về lần nào hết. Chưa về lần nào? Tại vì chứng minh Việt Nam chị chưa có. Dạ. Chị xài cái anh ta của bé Mi, người cam người ta làm cho mình á. Là cái như là đóng thuế á, cái giấy thẻ vàng á. Dạ. Nhưng mà chờ chị đi về Việt Nam cũng khó, không về được, không có chứng minh người ta không cho xuống. Đó, khổ gì đó. Dạ. Bởi vì sao mà người Việt mình làm cách nào mà để cho người Việt mình dân người ta đi về được qua lợi là người ta làm giấy làm tờ. Dạ. Chứ mà ở gì hoài người Việt mình ở đây thiệt thòi lắm, không có bằng ta đâu. Ừ. Làm cái gì mà ra chức quyền là người Việt là thiệt thòi nhất. Như bản thân của chị là chị nói khoảng khi nào về già muốn về Việt Nam hay chỉ vài năm nữa chị sẽ quay về Việt Nam? Già. Già mới già. Già về hưu về Việt Nam, đất vườn mình Việt Nam. Chị thấy giữ quê hương ở Việt Nam của mình và ngay tại thủ đô Phnom Penh như thế này thì về cái thân thiện thì người nào thân thiện hơn? Chị thích Việt Nam hơn. Chị thích Việt Nam hơn. Quê hương của mình là trên hết. Dạ. Đi tới đâu ở tới đâu quê hương của mình là trên hết. Dạ. Về quê hương của mình, xứ sở của mình là trên hết. Ừ. Thích dù sao vẫn thích người Việt Nam. Ví dụ con của chị không chịu về Việt Nam thì sao? Chịu chứ. Con chị cũng thích Việt Nam. Ông xã chị cũng thích người về Việt Nam. Dạ. Cái người Việt Nam của mình với người nhưng Campuchia. Bây giờ chị về Việt Nam chị không biết ổn định một cái cuộc sống như thế nào. Tại vì hồi nào tới giờ là chị quen sống cái nghề này ở trên này rồi. Dạ. Nhưng nhờ về Việt Nam chị không biết cái ổn định như thế nào, và làm như thế nào. À. Phải không? Cho nên bây giờ ở trên này còn làm được thì chị ở đây làm. Chị là người miền Tây nè. Miền Tây. Là người Việt Nam nè. Người ta nói người miền Tây là thích hát ca cổ và đặc biệt là ngay chỗ vùng An Giang. Là đặc sản là ở miền Tây mà ngày xưa mà lắc lư cái giỏng mà ngồi cái nằm gác bay lên mà hát một bài giọng cổ là nghe mùi mẫn. Chị có thích không? Thích chứ. Chị nhưng mà chị ca được nhưng mà có cái gì không có thuộc. Bây giờ chị có thể tặng một đoạn nhỏ cho người Việt Nam mà đặc biệt là tiếng giọng cổ hát từ đất nước Campuchia để người Việt Nam nghe được không? Không, chị không biết hát. Ví dụ mở karaoke hay là cái gì đó chị hát được. Chị thường ngày xưa là chị thích nghe cái tuồng cổ nào nhất? Đêm lạnh chùa hoang. Đêm lạnh chùa hoang. Người tình trên chiến trận. Người tình trên chiến trận là của Thanh Tuấn rồi đó. Đêm lạnh chùa hoang là của Minh Vương Lê Thủy. Anh khúc lên dòng cổ ha. Đến đó thì quá hay, cảm ơn chị Yến rất là nhiều. Hôm nay thì coi như là hai chị em mình có duyên. Dạ. Nhưng mà cái giọng của chị thì rất là ngọt ngào. Chắc cả nhà cũng thường hát giọng cổ lắm. Thường hát. Nhưng mà không có thuộc lời. Dạ. Không có thuộc lời, không có thuộc lời. Hữu duyên hai chị em mình có duyên với nhau gặp được ngay tại đất nước Campuchia này. Thì hôm nay thì qua kênh YouTube của em thì chị có muốn nói lời nào đối với bà con quê hương của mình hay không? Hay là muốn gửi lời nào đến bà con của mình không? Hôm nay em Bùi Hồ. Hả? Em Bùi Hồ. Em Bùi Hồ. À. Xin chúc cả chúc anh chị em cô bác gần xa tại nước Việt Nam chúc mạnh khỏe, dồi dào sức khỏe. Gặp những nhiều may mắn tốt đẹp.
Em là tên Lý Hoàng Yến, rất là yêu đất nước Việt Nam. Dạ. Thích đất nước Việt Nam. Dạ. Thì em sẽ mong rằng là trong thời gian sớm nhất chị sẽ tìm được một cái công việc nào đó ổn định, trở về quê hương. Vì ông bà người ta thường nói cái câu là quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Mặc dù là giàu sang như thế nào nhưng mà khi mà đã xa quê hương thì cũng cảm thấy nhớ, bùi ngùi. Và đặc nhớ biệt chứ, rất, dạ, rất nhớ quê hương luôn. Cái tâm trạng bây giờ nhắc về quê hương nó có ngậm ngùi trong cái lòng chị nhớ không? Chứ, chị nhớ lúc mà còn thở thơ ấu sống ở dưới quê, đi hái trái cà na hoặc đi tắm sông, nhớ chứ. Nhớ. Bò ốc, hái rau, bắt cá, hái bông biển biển. Nhớ, dạ, chứ. Nhớ hết. Nhớ hết. Nhưng mà nhắc lại cái đó chị bùi ngùi dữ không? Bùi ngùi. Tại vì quê chị, xứ chị ở bên Kinh Vĩnh Tế. Dạ, Kinh Vĩnh Tế, ở Thọ Sơn. Khóm 8, dạ, tỉnh An Giang. Dạ. Ồ, nhờ chị có lại một cái kỷ niệm tuổi thơ đó. Tại vì chị sanh đẻ ở Việt Nam mà. Dạ, đáng quý ha. Quý chứ. Mà hiện nay thì chắc qua Campuchia con của chị cũng đã lớn lên tại nơi này thì không có được cái cảm giác đó rồi. Đúng. Chính xác. Dạ. Qua đây thì Bùi Hồ cũng muốn chia sẻ cho cô bác quý anh chị thêm một cái người Việt đang rất là chịu khó làm ăn ngay tại đất nước Campuchia này. Mặc dù dạ chị, rất khi chị đi Việt Nam mà chịu khó làm ăn, em thấy là người nào cũng có ô tô chạy hết à. Tại vì trên cam ô tô nó rẻ. Dạ. Dạ. Ô tô nó rẻ. Dạ. Cơ mà ở Việt Nam thì ô tô nó mắc nên là nữ việc mua một cái chiếc ô tô là cực kỳ khó khăn luôn. Dạ. Thôi thì hôm nay đến đây thì em thay mặt bà con ở Việt Nam gửi chị là chúc sức khỏe, gửi cộng đồng người Việt của mình một cái sức khỏe dồi dào và đặc biệt là chí thú làm ăn để có tiền mai mốt về hồi hương dưỡng già. Chúc Bùi Hồ là đi đường thuận lợi, dạ, may mắn, gặp những gì tiền tốt đẹp. Dạ em. Tương lai nha. Dạ em cảm ơn chị. Chắc có thể là ngày mai mấy giờ chị bán? Chị xuống trễ lắm, tại vì bằng đêm chị mang phải bán ở đằng trước đó nữa. Em gái thì nó xuống trước cỡ khoảng 9 giờ rưỡi tôi lại đây gặp chị. Dạ có thể là em sẽ ghé lại chị ăn thử tô bánh uống gọi. Nướng, dạ. Nướng. Ở Việt Nam thì bán chỉ có 5.000 hoặc là 3.000 thôi, chị bán 12.000 mình mới ăn vẫn thấy vui. Nói chơi vậy chứ cô bác của chị tiền ở mỗi khu vực nó tỷ giá nó khác nhau và cái mực cái tiền giá trị của đồng tiền nó ở đây nó sẽ cao lắm. Rồi vậy hai chị em chúc chị sức khỏe. Dạ.